Kênh Qua Lan Thay xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của ngày 20 tháng 10 năm 2021. Mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều qua gửi ổn định và trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình nha. Vậy chỉ cần mình treo lên để chăm đó, thì cái giá mình báo là mình bao cước vận chuyển toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn đó. Các chú anh chị mình đợi ngày nào chốt hôm đó liên hệ mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Thì mình trồng là trồng hoàn chỉnh luôn, trồng bằng vỏ thông hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình luôn nha. Đó, về mình treo lên chăm thôi. Đó, rồi mình đóng hàng rồi đóng luôn cái giá thể này không gớt ra ngoài cho các chú anh chị mình luôn. Đó, đóng hàng rất là cẩn thận. Đó, giá thể này sẽ không gớt ra ngoài nha. Đó, các chú anh chị mình về nhớ cắt dây rút ở dưới đít chậu hoặc là trên khúc gỗ với cắt dây rút ra. Đó, rồi hạ lấy cây ra. Để tránh trường hợp quên lấy cây nắm dở gì nó hư cây. Thì giá mình báo anh bao cước vận chuyển toàn quốc cho các chú anh chị mình. Giờ chỉ cần trả một lần tiền như cho nên mình báo không thêm cái phí nào nữa hết. Sau đây mình cũng xin vô chi tiết có hình luôn. Thì hiện tại bây giờ dịch bệnh bây giờ cũng tạm ổn thôi, nhưng mà hàng đi còn chậm nha các chú anh chị mình. Nó đặt hàng thì mình nên cân nhắc thì đi hơi chậm, nhưng mà cái hàng của mình là hàng thuần cho nên nó là nó không ảnh hưởng gì nhiều hết. Đó, mình sợ là sợ cái hàng gời thôi. Đó, sợ hàng gời đi 5-7 bữa là mới sợ thôi. Đó, còn này hàng thuần đã ổn định rồi. Về các chú anh chị mình tháo ra để cây trong mát. Nó qua 1-2 ngày sau, qua ngày sau mình hạ tưới. Đó. Thì cây nó sẽ hồi lại thôi. Đó, bình thường. Đó, thì hàng thì cũng tùy theo chỗ. Có chỗ thì đi 2-3 ngày, có chỗ thì đi 4-5 ngày vậy đó. Nhưng mà hàng bình thường thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Các chú anh chị mình đừng có lo. Đó, thì có một số chỗ nào mà mình các chú anh chị mình chốt hàng mà mình coi nếu đi không được thì mình sẽ nhắn tin cho các chú anh chị mình nha. Thì sau đây mình xin vô chi tiết cái hình. Một hình số 1 là một giò sơn thi tiên. Sơn thi tiên lẫn hoàng lạp lẫn sơn thi tiên đó. Nói chung là cái này nó đó mình trồng thì nó cũng lộn xộn nè. Mà khả năng thì sơn thi tiên nó nhiều nha. Thì 150k bao xếp, rễ thì thôi cứng chậu luôn rồi. 150k bao xếp, hình số 1 và hình số 2 quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lăng hương. Cái hình số 2 không phải quế trắng các chú, mình lộn. Cái kiều tím miền Trung. Sưng mắt đó nè. Quá trời luôn nè. Sưng mắt cái nè, quá trời luôn rồi, rễ bao rễ luôn. Đó, hình số 2 180k bao xếp, hình số 3 là hoàng thảo tích tụ tơi nè. Dòng này thì ra hoa lắm, hoa màu đỏ sắc pháo, 130k bao xếp. Hình số 3, hình số 4 là cái dầu bảy gồng này đúng ra là ông chú ông khách ông chốt rồi. Đó, mình tính gửi cho ông chú nhưng mà hiện tại bây giờ cái vùng của ông chú đi không được. Đó, hiện tại bây giờ cái vùng của ông chú bây giờ nó chuyển sang nó phức tạp, đi không được. Cho nên đó là hôm qua mình cũng có nói chuyện cho ông chú nó không bán đi nữa, có gì chú sưu tầm khác. Đó, thì hôm nay mình sẽ lên bán luôn. Đó, giò bảy gồng bắc cạn thì các chú nhìn vô nó thấy khía nè, ba khía. Đó, thằng nó nhỏ thôi chứ nó không lớn, tuy nhiên đó là cái bộ hoa nó rất là dài và nó sai hoa. Hoa của nó có mùi hương thơm. Rồi hình số 4, 160k bao xếp, quẩy gồng bắc cạn. Ghép trên khúc gỗ này bao chắc luôn. Quẩy gồng bắc cạn rễ thì ăn tới ngoài luôn. Rễ các chú anh chị đừng lo, cái loại quẩy gồng thì rễ nó nâu vàng vàng vậy đó. Hình số 4, 160k bao xếp. Hình số 5, kiếm bicolor hay gọi là kiếm hai màu. Đó. 130k bao ship. Hình số 5, hình số 6. Hình số 6 là hoàng lạp lẫn sơn thi tiên. Cái này chắc hoàng lạp không đó. Hoàng lạp thì hoa nó thơm cực kỳ. Hoàng lạp hay sơn thi tiên dù hoa cũng thơm chứ, mà hoàng lạp thì thơm lắm. Hoàng lạp thì hoa thơm. Hình số 6, 130k bao ship. Còn ta không. Rễ này quay rễ cho các chú anh chị xem luôn. Nè. Rễ năng cứng ngắt ở trong vậy đó. Hình số 6 130k xếp. Hình số 7
nhãn hương đuôi chồn về làm giống 130k bao xếp. Hình số 8 quanh đây yên ương nhìn ghế nè. Honda Yên Ương 130k bao xếp. Hình số 8, hình số 9 là kiếm lộ hội. 150k bao xếp, chậu bệnh bung luôn. Rồi qua hình số 10 nè. Số 10 là Hoàng Thảo Voi 130k bao xếp. Rồi qua hình số 11 là Hoàng Thảo Sắn. Mầm gốc tua tủa luôn. Ngày cuối hoa cuối năm là cái giò này thành giò lớn luôn nè. 150k bao xếp Hoàng Thảo Sắn, hình số 11. Hình số 12 là một giò. Một giò hạt bỉ. Tờ lớn luôn nè, mầm gốc lớn luôn nè. Hạt bỉ. Mầm gốc nè. Quay luôn. K bao ship. Hình số 12. Rồi qua hình số 13 nè. Một con trâu chuẩn người Muôn Đôn. Dáng thằng dừa cực kỳ đẹp. Ghế nè. Ghế ăn vô chậu cái ngắt luôn rồi. 150k bao ship. Hình số 13, hình số 14 một con trâu. Lắm mít. 150k bao ship. Hình số 15 một con trâu. Lá ship nè. Ship lắm mít. Và hoa cũ nè. Ghế ăn rồi nè. Hình số 15 150k bao xếp. Hình số 16 một con rắn thân dừa. Một con rắn thân dừa. Đầu ghế đỏ nè. Đó, quà hoa chi chích luôn. Hình số 16 150k bao ship. Hình số 17 là một con lá ship. Ship kích kịch luôn, lá mít lá ship kích kịch luôn. Đó, 150k bao ship. Hình số 16. Thấy hình số 17. Số 17 là con lá ship nè. Cực kỳ đẹp. Hình số 17. 150k bao ship. Rồi qua hình số 18. Một con trâu. Ghế nè. Ăn xuống đây cứ ngắt luôn nè. Ăn ở đây cứ ngắt luôn nè. Đây nó ăn xuống đây luôn. Cứ ngắt luôn. 150k bao ship. Hình số 18. 150k bao xếp. Hình số 19 cũng một con trâu. Ghế ăn dưới rồi nè. 150k bao xếp. Rồi qua hình số 20 nè. 3 con chồn. 3 cái chồn nè. Qua hoa cũ nè. Chuyển thành hết trơn đó. Một cái tổ quạ. Ghế thì ăn cứng ngắt vô đây hết trơn luôn rồi. Nè. Ghế ăn cứng ngắt hết trơn rồi. Ra ngoài nữa nè. Cái tổ quạ cực kỳ đẹp. Tổ quạ này phải lớn lên cực kỳ đẹp. Tổ quạ này lớn lên như vậy nè. Hình số 20. Một 160k bao ship. Hình số 20. Hình số 21 là Bạch Ngọc hay gọi Hải Âu 3 cây.
130k bao ship. Hình số 21, hình số 22, kiều tím miền Trung, 180k bao ship. Cực kỳ đẹp. Cái này mình đem bây giờ mình treo làm mầm gốc này, nó bật lên nữa là thành chậu lùm luôn nè. Này chắc đem ra vườn treo luôn, thay sang chậu luôn. Rồi ai chốt được chốt nha, 180k bao ship. Hình số 22, hình số 23 là quế trắng 8 hay gọi là quế lương hương nè. Cây chung nhưng mà vẫn cho hoa bình thường, và hoa cũ rồi, năm rồi mới mà cho sổ tại vườn nè. Nè. Chi chít luôn. Bên đây nè. Quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lân hương. Đó, mà thì mình nói trước cây này cây chung thôi nghe, chứ không phải cây chung với cây hơi nhỏ một chút. Đó, thì ai cây có chú anh chị mình cân nhắc ai chốt được chốt, 200k bao ship. Rồi hình số 23. Nhưng mà nó vẫn sổ hoa tại vườn mình năm rồi quá trời luôn nha. Cây lá xếp lá ngắn, nói chung mình bán quế trắng này là lá xếp lá ngắn hết nha, mình không có bán cây nào lá lướt nha. Nhiều khi các chú anh chị mình không biết, vô mình nhìn nó là cây lá lướt, làm sao lá lướt được, lá ta lá xếp lá ngắn gì làm sao lướt, lá xếp lá ngắn lá cứng ngắt gì làm sao lướt được. Hình số 23 200k bao xếp. Hình số 24 là một giò dáng khuôn đuôi tròn, 130k bao xếp. Hình số 22 25 hồng nhạn. Hồng nhạn là hoa màu hồng phấn, hồng nhạn khác, hoàng nhạn khác. Hoàng nhạn tháng 4, hoàng nhạn tháng 8 thì giống nhau, hồng nhạn thì cũng tháng 4 nhưng mà nó khác. Khác là mặt hoa nó màu hồng phấn. Đó, nó rẻ tiền hơn cái hoàng nhạn. Nha, nhiều có các chú anh chị mình không có phân biệt được luôn á. Hình số 25 150k bao ship. Hồng nhạn. Hình số 26. 6 là chậu Hài Văn Nam, 150k bao ship. Đó. Hình số 27 là kiếm. Kiếm Thái cực kỳ đẹp, 150k bao ship. Người ta bán không bao ship, người ta bán bao ship luôn đó. Một cái chậu này bây giờ một đơn hàng này đi á, là tầm xa xa 4 mấy gần 50 ngàn này. Bây giờ đi hàng là không có rẻ. Giờ hàng đi là tiền cước rất là cao. Hình số 47, 150k bao ship. Kiếm Thái. Còn bây giờ mày đi, nếu mà đi Phú Quốc Kiên Giang á, là bên shipper họ báo luôn là tiền cước gấp đôi luôn á. Bây giờ mình nếu mà nói ship đi Phú Quốc Kiên Giang mình cũng ngại lắm, tại vì tiền cước quá cao. Họ đi không biết làm sao mà bây giờ họ báo là cái tiền cước bên Phú Quốc là giờ tiền cước gấp đôi, cho nên bây giờ chắc có lẽ bên Phú Quốc mình ngưng luôn quá. Hình số 47, hình số 48 nè. Cái hình số 20, hình số 27 nè, hình số 27 là kiếm nè, hình số 28 nè, 28 là hài bị nữ, 150k bao ship. Hình số 29 kiếm tiền vũ cực kỳ đẹp luôn. Hình số 29 kiếm tiền vũ mầm gốc nè, chậu bành buông mầm gốc nè, mầm gốc nè. Đó. Kiếm tiền vũ cực kỳ đẹp, 150k bao ship, bán rẻ luôn nè, rẻ cứng chậu luôn. Hình số 29, hình số 30 nè, hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam còn có chậu nhất, 230k bao ship. Cái lớn không đó, 230k bao ship. Còn có chậu duy nhất ai chốt vô chốt. Hình số 30, hình số 31 quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lân hương, cực kỳ đẹp, còn hoa cũ nè. Chi chích một hàng luôn bên đây đó nè. Đó đây nè. Nè, cây nào nó cũng có hoa chứ. Nè, các chú nhìn đi, toàn là lá ngắn lá xếp không chứ không phải là lá lướt đâu. Hình số 31, 230k bao ship. Hình số 32 là kiều tím miền Trung, mầm gốc nè, mầm gốc này lớn quá trời luôn rồi. Thân chơi nè, sưng mắt luôn, mầm gốc nè. Bên đây thân chơi nữa nè, giò lớn nè, 300k bao ship. Hình số 32, 300k bao ship, kiều tím miền Trung. Đó. Hình số 33, mình lên một cái giò quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương khác nè,
toàn là cây lá xếp không đó. Cây cây lớn chứ không phải cây nhỏ đâu. Đây nè, mình chỉ cho coi cây lớn nè, tại nó nằm ở trong gừng cái thế nó móc câu nè, thấy không? Qua tới bên đây là nó là cây mẹ con luôn đó. Rễ thì bao rễ luôn các chú anh chị, mình khỏi lo rễ cứ ngắt hết trơn chậu rồi nè. Đó, chậu là chậu phi 20 mấy á, phi lớn lắm chứ không phải nhỏ. Chậu này chậu bình bung luôn đó. $330 bao ship. Quên cái dầu quế này nãy mình không biết, mình nhớ nói nhiều, cái này là 230 nghe các chú. Cái dầu quế cho hình số 31 nè. Là 230. Đó. Hình số 33 nè, quế trắng tháng 8 nè. Là 330 bao ship. Quế trắng tháng 8. Hay gọi là quế Lan Hương, dòng này bao thơm mình hết rồi, còn có 1 2 giờ, 2 3 giờ gì đó hết rồi. Hình số 33, 330, cây lớn không đó, chứ không phải cây nhỏ. Hình số 34 là nhãn tháng 4, chuẩn gừng buôn đôn, 200k bao ship. Thì cây cũng nhỏ nhỏ thôi, có con cây này nó chung chung, nó nghe. Có cây nhỏ nhỏ thì mình cân nhắc vẫn cho hoa bình thường. Về làm giống dòng này mình nuôi mình chăm thì nhanh lớn. Ăn rễ xuống tới đây luôn. Hoàng nhãn tháng 4, chuẩn gừng buôn đôn, hình số 34, 200k bao ship. Hình số 35 là cái năm cánh trắng phú quý à, xanh sạch luôn, năm cánh trắng phú quý, nhưng mà cái này là hàng gieo hạt thân tơ nè, cực kỳ đẹp không, nó hàng gieo hạt dài cả mét hết rồi, nhưng mà nó chưa sổ hoa tại vườn cho nên mình bán cái giá cũng lan bình dân thôi nha. Các chú anh chị về mình sổ hoa sổ số, hình số 35, 280k bao ship. Hình số 36 là hồng á hậu, cây này nè trên 1 mét, cây hồng á hậu này trên 1 mét, giờ thắt đọt rồi nè, xuống lá chuẩn bị chậu hoa nè. Cái này nó bị gãy, gập gãy đọt luôn rồi, cái này mình đi quẹt gãy luôn rồi đó. 280k bao ship. Vậy các chú anh chị mình chơi hoa xong là mình làm giống luôn đó. Hình số 36 hồng á hậu, hình số 36 rồi, hình số 37 là quế tím. Quế tím thì những cái lá là các chú thấy nó vàng vàng gì là nó ăn nắng. Nó nhiều các chú anh chị mình không biết, mình nói nó vàng đấy, nó ăn nắng đó, vàng nó màu vàng. Đó, 150k bao ship. Hình số 37, quế tím cực kỳ đẹp. Hình số 38 là còn một giò nè. Hoàng thảo nghệ tâm. Đó, cây nhỏ thân nhỏ nhưng mà hoa nó to. Thân nhỏ mà hoa nó to mà nó rất là thơm đẹp nha. Đó, hoàng thảo người ta hình số 37, 130k bao ship. Hình số 38 là dáng hương tâm bảo sắc, hoa vàng, 150k bao ship, cây lớn không đó. Đó. Hình số 37 là quế tím nè, hình số 38 là hoàng thảo nghệ tâm nè. Đó. Hình số 39 là dáng hương tâm bảo sắc, hoa vàng. Hình số 40 là hoàng thảo sắn, 150k bao ship, cực kỳ đẹp. Hoàng thảo sắn cuối năm thành vô lớn luôn. Hình 40 là kiều vuông, kiều vuông hay gọi là thủy tiên vuông. Đó, toàn thân tơ không, 130k bao ship. Rồi cây cáo nè, lên vỏ cáo khác luôn nè. Hình số 41 nè, hình số 42 là cáo nè, ba cây nè, 150k bao ship. Đó, bây giờ nó hồi sức lại rồi đó. Vậy dòng này trồng lâu lắm chứ không phải là mới đâu. Đó, ai chốt cáo ba cây nè, vô chốt hình số 42, 150k bao ship.
Rồi hôm nay hoa lan thơm mình có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình đơn người nào chốt hình đó liên hệ mình qua số điện thoại 0769 385 1640 ghi trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại.